Chồng của em rất giỏi, nhưng chỉ mỗi tội là anh hay lén em ra ngoài để ăn vụng, nên em và chồng thường xuyên gây gổ nhau. Em buồn lắm, phải làm sao đây chị? Vì chồng em đói bụng nên anh ấy mới lén em để đi ăn vụng. Để chồng không đi ăn vụng thì chỉ có cách, đó là em phải cho chồng ăn no và ăn ngon mỗi ngày. Em hãy bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mình khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, sinh hoạt lành mạnh, đặc biệt là hãy biết làm đẹp cho mình và luôn giữ cho giọng nói của mình ngọt ngào như thuở ban đầu. Ngay bản thân mình cũng vậy, khi mà đói thì đi ra ngoài thấy món ăn nào cũng sẽ muốn ăn, đặc biệt là món nào ăn lúc đói thì dù có dở cũng sẽ trở thành ngon. Mà món ăn ngon thì cứ nhớ hoài, trong đầu lúc nào cũng có tư tưởng phải đi ra ngoài để tìm lại món ăn đó. Thế thì sớm muộn cũng sẽ bị mất chồng. Vậy nên chị em ạ, đàn ông bản năng của họ là thích cái đẹp và không thể sống thiếu tình dục. Cho nên muốn giữ chồng thì chị em phải làm đẹp cho bản thân mình và phải giỏi trong chuyện ấy để chồng không có tư tưởng ra bên ngoài. Còn đối với các anh, nếu như đang gặp những vấn đề da nhanh hoặc là độ cứng không ổn định thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ biện pháp cải thiện nhé.